Ngày mùng 2 tháng 3, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Huyện Định Hóa tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận xe cứu thương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng. Dự buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Về phía Huyện Định Hóa có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Y tế. Tại buổi lễ, theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao cho huyện Định Hóa một chiếc xe cứu thương Ford Transit cùng đầy đủ trang thiết bị phục vụ sơ cứu theo tiêu chuẩn. Chiếc xe được tiếp nhận và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đắc lực trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thời điểm hiện tại. Tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Bộ Công an và cá nhân Đại tướng Tô Lâm đã dành tặng cho địa phương. Đồng thời, hứa sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, bàn giao xe cho Trung tâm Y tế huyện sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác cấp cứu và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.